Hồ Ngọc Hà và hồ sơ tình ái với 9 nữ đàn ông ồn ào bậc nhất showbiz Việt. Ngoài được biết đến qua bản ballad ngọt ngào, sâu lắng, chặng đường yêu nhiều sóng gió, lùm xùm với 9 nữ đàn ông của Hà Hồ cũng là chủ đề được công chúng quan tâm. Hồ Ngọc Hà hoạt động từ năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang Hà Nội và đạt giải nhì. 2 năm sau, cô giành tiếp giải bạc trong cuộc thi tìm kiếm sơ mẫu châu Á. Với lợi thế ngoại hình nổi bật, vẻ đẹp sang trọng và được đánh giá là mỹ nhân trong giới showbiz. Từ một siêu mẫu, Hà Hồ lấn sân sang nhiều lĩnh vực và rất thành công, đặc biệt là những bản ballad thổn thức đến xé lòng của cô. Trong suốt chặng đường sự nghiệp của Hà Hồ, nữ ca sĩ luôn bị bủa vây bởi hàng loạt những scandal tình ái. 9 người đàn ông, 9 câu chuyện dài ngắn nhưng đã tốn không ít giấy mực của báo chí, những lời đồn đại, bàn tán của người hâm mộ. Có thể nói hồ sơ tình ái của Hà Hồ rườm rà và ồn ào nhất showbiz Việt. Năm 16 tuổi, Hồ Ngọc Hà gây xôn xao với lễ cưới bố đại gia phố cổ Hà Nội. Theo đó, người chồng này của cô là đại gia tên Hất, con trai thứ của gia đình đại gia nhà đất. Ban đầu, Hà Hồ một mực phủ nhận nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận với báo chí, nhưng đính chính lại rằng năm đó cô đã bước sang tuổi 17. Cô không nhân chóng bánh này, nhanh chóng tan vỡ, nữ hoàng giải trí sau này không bao giờ muốn nhắc tới người đàn ông này. Nhạc sĩ Huy Tuấn, người đàn ông dọn đường cho sự nghiệp ca hát của Hà Hồ. Một thời gian dài, Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Huy Tuấn dính nghi án tình cảm khi cả hai thân thiết hơn mức bình thường. Nếu không có nhạc sĩ Huy Tuấn và sự giúp đỡ từ album đầu tay 24 giờ 7 ngày của Hà Hồ, không thể có mặt trên thị trường và tạo đà cho một giọng hát khàn và khá yếu của Hà Hồ được đông đảo khán giả chú ý đến. Mối quan hệ thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà và Huy Tuấn khiến gia đình nhạc sĩ bắt đầu lục đục. Nên chỉ lâu sau những lời đồn thổi về cặp đôi này chấm dứt, họ cũng ít xuất hiện bên nhau như trước. Huy MC, người đàn ông khiến Hà Hồ dính nghi án nhận một cái tát đánh ghen. Trong thời gian Huy Tuấn làm album 24 giờ 7 ngày cho Hà Hồ, Huy MC là người bạn thân thường xuyên qua chơi và giúp đỡ Hà Hồ về mặt kỹ thuật thanh nhạc. Dư luận lại dấy lên tin đồn Hồ Ngọc Hà là tiếp tục là người thứ ba trên ngang vào hạnh phúc gia đình của Huy MC. Chưa từng được kiểm chứng nhưng showbiz Việt vẫn tồn tại lời đồn về cái tát của Phương Thanh thay cho Thu Phương, tức là vợ của Huy MC dành cho Hồ Ngọc Hà để răn đe đàn em. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của Huy MC và Thu Phương sau này đổ vỡ, người ta vẫn cho rằng một phần nguyên nhân chính là do Hà Hồ. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Huy MC cũng thừa nhận giai đoạn đó anh và Hồ Ngọc Hà đúng là tình yêu sét đánh. Nghi án tình cảm của Hà Hồ và đạo diễn Trần Lực nảy sinh trong thời gian quay bộ phim Chiến dịch Trái tim bên phải. Mối quan hệ giữa đạo diễn Trần Lực và Hà Hồ ẩn chứa nhiều bí mật. Trần Lực từng chia sẻ anh nhìn thấy Hà Hồ chút gì đó đáng yêu, có tố chất diễn và cả vì đẹp. Hà trong sáng, ngây thơ và thánh thiện trong tà áo dài, dường như vai cô giáo trong phim được viết ra để dành cho cô ấy vậy. Một trong những mối tình ồn ào của Hồ Ngọc Hà phải kể đến là cuộc tình tay ba với Tuấn Hưng và Thân Thúy Hà. Khi đó Hà Hồ là bạn thân của Thân Thúy Hà, nhưng cô cũng được cho là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của bạn với ca sĩ Tuấn Hưng lục đục. Sau khi chia tay Thân Thúy Hà, Tuấn Hưng gặp kẻ Hà Hồ. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng kéo dài không được bao lâu thì cả hai chia tay.
Tuấn Hưng nghi ngờ Hồ Ngọc Hà ngoại tình và nữ hoàng giải trí quyết định chấm dứt với người đàn ông không hề tôn trọng mình. Đến năm 2010, cả hai bỏ qua lùm xùm quá khứ để hòa giọng trong ca khúc Yêu Thương Mong Manh tại đêm diễn đầu của tour Hồ Ngọc Hà Tìm Lại Giấc Mơ. Nhạc sĩ Đức Trí người tình nâng tầm đẳng cấp đưa Hà Hồ thăng hạng nữ hoàng giải trí. Tên tuổi của Hồ Ngọc Hà được thăng hạng trong làng giải trí một phần không nhỏ nhờ vào sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đức Trí, đặc biệt là album Và Em Đã Yêu ra đời năm 2005, gặt hái được nhiều thành công với những bản hit như Đêm Nghe Tiếng Mưa, Yêu Thương Mong Manh. Khó có ai có thể tin vào tình yêu của Hà Hồ và Đức Trí, tuy nhiên cả hai lại rất hợp nhau trong suy nghĩ lẫn âm nhạc. Sau đó nhiều thông tin cho rằng Hà Hồ chia tay Đức Trí bởi cô không chấp nhận được người bất cần, luôn đặt tình yêu xếp thứ hai. Cường Đô La, người đàn ông công khai danh chính ngôn thuận duy nhất của Hà Hồ. Ban đầu, khi mối quan hệ giữa Hà Hồ và Cường Đô La rò rỉ, nhiều người vẫn nghĩ cô đến với danh nhân phố núi vì tiền, vì ham danh vọng. Dư luận còn khẳng định chuyện tình đó chẳng thể có một kết thúc tốt đẹp cho đến khi cậu con trai Subel kháu khỉnh chào đời. Khán giả hy vọng đó là điểm hạnh phúc cuối cùng của Hà Hồ với mái ấm của riêng mình sau không ít chuyên truyền và sóng gió. Sau nhiều năm sống chung chưa từng có một đám cưới nào diễn ra giữa Hà Hồ và Cường Đô La. Cuối cùng cặp đôi cũng không thể giữ được hạnh phúc trọn vẹn và đường ai nấy đi. Sau chia tay cả hai vẫn là những người bạn tốt. Cùng chăm sóc con trai, những sự kiện quan trọng cả hai vẫn vui vẻ hội ngộ bên nhau. Doanh nhân Phố Núi khẳng định anh vẫn coi Hà Hồ là người trong gia đình. Đại gia Kim Cương, người đàn ông có vợ khiến Hà Hồ bị dư luận tẩy chay. Sau Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà tiếp tục dính nghi án hẹn hò với đại gia Chu Đăng Khoa. Cặp đôi liên tục bị bắt gặp hẹn hò bên nhau, nhưng đáng chú ý việc vị đại gia giàu có này đã có gia đình và khiến Hà Hồ phải đương đầu với sóng gió bị chỉ trích của dư luận. Một lượng lớn người hâm mộ lên tiếng kêu gọi tẩy chay Hồ Ngọc Hà, yêu cầu các thương hiệu, các nhãn hàng dừng sử dụng hình ảnh của nữ hoàng giải trí để quảng cáo. Cuộc tình của Hà Hồ không kéo dài được bao lâu, đại gia Kim Cương trở về bên gia đình, chấm dứt một quan hệ chóng vánh nhưng ồn ào với nữ hoàng giải trí. Kim Lý, người tình hot boy chân dài. Sau một thời gian cặp kè đại gia chân ngắn, ồn ào tình ái của Hà Hồ chưa bao giờ có dấu hiệu đi đến hồi kết. Mới đây, cô tiếp tục dính nghi án hẹn hò nam chính đóng trong MV của mình chính là diễn viên Kim Lý. Cả hai thường xuyên check-in cùng địa điểm, xuất hiện với tần suất liên tục trong các sự kiện. Trong đêm nhạc Love Song, Hà Hồ cũng ngầm khẳng định mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên này. Ngày 22 tháng 5 năm 2020, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Hồ Ngọc Hà mang thai song sinh với Kim Lý. Hiện tại người trong cuộc vẫn giữ im lặng và chưa hề lên tiếng.